Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jungle Resort and Casino. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Gìn giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi 714-530-2006. Simon Nguyễn giúp giảm nợ tín dụng tới 75%, trả thẳng chủ nợ không qua trung gian văn phòng dịch vụ. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Đồ Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19 vào ngày thứ tư. Hôm nay là 14 tây rồi, thưa quý vị, tháng 9 2016, quý vị có khỏe không và mong rằng quý vị vẫn khỏe, bởi vì không khỏe làm sao mà xem tin tức của chúng tôi được. Nhưng mà không khỏe thì xem thì khỏe hơn, và rất là vui để chào đón quý vị ngày hôm nay. Thảo Yên có khỏe không? Thưa anh, thứ tư lại không được khỏe lắm. Thảo Yên nói với chúng tôi sáng nay không biết tại sao cứ thứ tư lại cảm thấy bị mệt mỏi. Vâng. Tối hôm qua làm gì? Hay là thức khuya, hay là không ngủ được? Nó phải có những cái lý do phải không? Hay là làm việc quá sức từ hôm cuối tuần tới giờ, từ Tết Trung Thu tới giờ? Em nghĩ là chắc tại vì ngày thứ bảy, tại vì trước giờ em chưa bao giờ làm MC mà chương trình lớn như vậy, cho nên ngày thứ bảy là bị lo cả ngày chủ nhật mà nghỉ cũng không có. Dạ không, ngày chủ nhật là nằm ở nhà thở nguyên ngày vậy đó, nhưng mà vẫn chưa có khỏe lại thôi quý vị. Và quý vị ơi, đến với thời tiết em mất công một hồi nữa anh Thụy hỏi, chết. Hôm nay không được khỏe cho nên không có ứng phó nổi với anh Thụy. Phải đợi ngày thứ hai hoặc ngày thứ sáu thì mới được. Vâng, thưa quý vị, và ngay tại giờ phút này Westminster của chúng ta đang là 62 độ, thời tiết có mây mù một tí xíu, và ngày hôm nay thì trời sẽ ấm hơn ngày hôm qua khi mà nắng lên là khoảng chừng 76 độ. Thưa quý vị, thành phố Anaheim là hiện nay là đang 59 độ, và ngày hôm nay lên nóng nhất là ở chừng 80 độ, nhưng mà buổi tối xuống khá lạnh thưa quý vị, chỉ còn 59 độ mà thôi. Riverside ngày hôm nay cũng lên cao nhất là đến 82 độ. Trời có nắng nóng thưa quý vị, và trong những ngày sắp đến thì Orange County của chúng ta nằm ở mức là 75 độ. Thế nhưng vào cuối tuần thì nhất là ngày Chủ nhật thì trời nắng nóng lên đến 87 độ lạnh quý vị. Và ngày hôm nay thì mặt trời mọc lúc 6 giờ 35 phút và mặt trời lặn lúc 6 giờ 59 phút thưa quý vị. Liên quan đến tình hình tài chính thưa quý vị, một phúc trình của Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cho thấy rằng là trong năm qua, tính từ 2014 tới 2015, lợi tức của người trung lưu, không biết được Thảo Yên có phải là tầng lớp trung lưu của Hoa Kỳ hay không, nhưng mà tin vui cho những vị nào trung lưu, và nếu mà quý vị làm chủ nhà thì quý vị là trung lưu rồi, chứ không có nói EA gì hết. Còn quý vị đi mướn apartment thì quý vị có thể nói là thành phần lợi tức thấp. 56.516 đồng là số tiền lợi tức mà quý vị đã kiếm được trong năm 2015. Vâng, lên 5.2% so với năm 2014. Và đây là con số do Bộ Thống kê US Census Bureau đưa ra ngày hôm qua. Và điều này cho thấy rằng quý vị không những như thế mà những người lợi tức thấp cũng tăng được luôn. Lý do là trong thời gian qua quý vị, nếu mà theo dõi Lưới Đồ Sài Gòn TV, chúng tôi nói tới nhiều về cái lợi tức của người thấp. Lợi tức thấp đó nó được tăng lên, tức là lương tối thiểu đã tăng lên. California 12 đồng, New York 15 đồng và nhiều tiểu bang khác cũng sẽ lên số tiền này. Trong khi đó thì income của chính phủ liên bang chỉ có 7 đồng 25 mà thôi. Với những cái tin tốt như thế này đã giúp cho thị trường chứng khoán họ đưa lên cán cân để họ đo lường liệu rằng Ngân hàng Trung ương tăng phân lời chấm 25% có đủ sức để kéo lại cái mức
income mà đang tăng hay không. Ngoài cái chuyện income, thưa quý vị, con số liên quan đến bộ nhập cảng và xuất cảng của Hoa Kỳ đưa ra ngày hôm nay cho thấy những hàng hóa từ nước ngoài nhập vào Mỹ mà chúng ta mua tiêu thụ hàng ngày đó đã giảm xuống chút đỉnh. Điều này cho thấy rằng lạm phát đang được kiềm chế ở mức rất là thấp. Lạm phát thấp, giá hàng rẻ và lợi tức tăng thì điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta đi mua hàng rẻ hơn và chưa kể quan trọng nhất thưa quý vị, ảnh hưởng đến cái lợi tức của mỗi một gia đình chúng ta là tiền xăng. Làm gì thì làm, mỗi một tuần lễ quý vị phải đi đổ xăng hoặc là xăng quý vị có tiết kiệm thì cũng hai tuần, đó là lý do mà nỗ lực để làm sao mà mua những loại xe điện. Nhưng mà mua xe điện thì đồng thời chúng ta lại bỏ ra một mớ tiền rất là nhiều. Với những chiếc xe điện 30.000, trên 30.000 đô la trong nền xe xăng thì nó cũng khoảng 20 hai mấy ngàn thôi. Đó là cái khoảng cách cách biệt. Khi mà nói đến tiết kiệm thì điều đó có nghĩa là cán cân không biết được như thế nào. Giới đầu tư thì vừa lo vấn đề tăng phần lời nhưng mà cũng mừng bởi vì lợi tức của người tiêu thụ tăng, thì điều đó có nghĩa là từ bây giờ đến Giáng sinh năm nay họ sẽ tiêu thụ thêm tiền nữa. Cái mức trung bình của mỗi một người đó tiêu thụ trong mùa Giáng sinh đó Thảo Yên là 275 đồng. Vâng. Mua quà. Nhưng mà đó là trung bình thôi. Bây giờ thì họ nghĩ rằng có thể sẽ trên 275 đồng. Bởi vì Thảo Yên tiết kiệm được tiền xăng thì Thảo Yên nói ô tuần tháng này mình tiết kiệm được 5 triệu đồng. Mình lấy 5 triệu đồng mình mua thêm quà. Đấy, và vì thế là giúp thị trường chứng khoán thay vì đã giảm hơn 200 điểm ngày hôm qua, hôm nay thì tăng được và người ta hy vọng cái số tăng này sẽ giữ nguyên cho dù là giá dầu bị sụp đổ. Vâng, nỗ lực của Nga và nỗ lực của Ả Rập Saudi xem ra không thành hiện thực và họ còn đau khổ hơn nữa. Nga và đã mất quá nhiều tiền và ngân sách phải cắt giảm hết rồi. Bây giờ thì nhìn thấy giá dầu mỗi một ngày, mới đó thì chúng ta thấy trong tuần lễ rồi lên trên 46 đồng. Hôm nay nhìn lại còn có 43 đồng thôi. 43 đồng 95 sen. Và cái giá dầu đi xuống này, một phần đó là nguồn dự trữ dầu của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ bơm quá nhiều dầu đi và gây ảnh hưởng đến toàn thế giới. Mặc dầu vậy, Dow Jones lên được 43 điểm, thưa quý vị, lấy lại phần nào thôi. S&P 500 lên được 6 điểm, Nasdaq lên 32 điểm. Mỗi một ngày quý vị theo dõi con số này có nghĩa là nguồn tiền đầu tư cho tiền hưu của quý vị cũng bị ảnh hưởng luôn. Vàng lên được 3 đồng 3, 1.327 đồng rồi. Và điều này có nghĩa là các nhà hàng không có lý do để tăng tiền thức ăn của họ lên. Bởi vì họ mua vào rẻ. Vâng, cái lạm phát không có trong suốt năm nay thưa quý vị. Lạm phát không lên tí nào cả. Cho nên thậm chí quý vị đi chợ có nhiều cái mặt hàng họ sale còn khủng hoảng hơn nữa. Bên cạnh đó thưa quý vị, tình hình liên quan đến các cuộc tranh cử như thế nào, các cuộc thăm dò từ Ohio đưa ra ngày hôm nay cho thấy mang lại lợi như thế nào cho ông Donald Trump. Mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết ngay sau phần quảng cáo.